Được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN vừa tổ chức lễ công bố thành lập chi nhánh phát điện dầu khí PVPGB nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong quản lý vận hành các nhà máy điện do Petro Việt Nam làm chủ đầu tư. Theo PVN, hiện tổng công suất lắp đặt trong lĩnh vực điện của tập đoàn đạt 6.605 MW, chiếm 8,5% tổng công suất lắp đặt của toàn hệ thống và chiếm khoảng 10% tổng sản lượng phát điện của quốc gia, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước. Sau khi thành lập, PVPGB sẽ thay mặt Petro Việt Nam tổ chức quản lý tài sản, khai thác, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petro Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân cấp, ủy quyền của Petro Việt Nam, là đầu mối tiến hành các thủ tục để các nhà máy điện tham gia hoạt động điện lực, thị trường điện lực theo quy định của pháp luật. Theo đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chi nhánh phát điện dầu khí sẽ tiếp nhận quản lý, vận hành 3 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 3.600 MW. Trong tương lai, nếu chi nhánh tiếp nhận thêm các nhà máy nhiệt điện miền Trung 1 và 2, tổng công suất của các nhà máy lên tới 5.100 MW. Với khối lượng tài sản quản lý lớn, cùng hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, người lao động kỹ thuật cao, chi nhánh PVPGB sẽ là một đơn vị lớn của tập đoàn, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ sinh thái PVN.